Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều những hình thức du lịch khác nhau như là du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch tín ngưỡng hay là du lịch nghỉ dưỡng vân vân. Thế nhưng, vị khách mời của chương trình ngày hôm nay lại là một cô gái có niềm đam mê đặc biệt với hình thức du lịch văn hóa. Quý vị và các bạn ơi, quý vị và các bạn đã nhận ra vị khách mời ấy là ai rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng gặp cô ngay bây giờ. Xin giới thiệu cùng tất cả quý vị, nữ diễn viên Lan Phương. Chào cậu. Chào Lan Vân. Rất vui vì hôm nay Lan Phương nhận lời đến tham gia chương trình. Lan Phương cũng xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng biết thêm một sở thích rất là đặc biệt của Phương nữa, đó chính là du lịch. Nhưng mà những cái hình thức mà Phương đi du lịch từ đó tới giờ, có phải tất cả đều là hình thức du lịch văn hóa hay không? Hay cũng có những chuyến đi chỉ đơn giản là đi chơi mà thôi? Phương thì đúng là đam mê du lịch là từ khi còn rất là bé. Và Phương thích cái cảm giác được gặp gỡ bạn bè ở khắp nơi trên thế giới và cùng được nói chuyện và tìm hiểu về văn hóa của họ. Thì đa số các chuyến đi của Phương thì là mang tính chất là giao lưu văn hóa rất là nhiều, cho nên trong cái chương trình đấy thì bao giờ Phương cũng học hỏi và tìm hiểu được rất nhiều về văn hóa. Và còn một số cái chuyến đi riêng của Phương thì mục đích lớn nhất của Phương vẫn là muốn được nhìn thấy những điều mới, một nền văn hóa mới, phong cảnh mới, con người mới và biết thêm về tư duy cũng như cách sống của họ. Đến bây giờ thì Phương nhớ là mình đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia rồi? Phương đi Nhật là nhiều nhất. Với các chuyến đi của Phương đều là các chương trình giao lưu văn hóa ở Nhật thì đến bây giờ là 4 lần Phương đi Nhật. Rồi đi Mỹ, đi Đức, đi còn lại đấy các... ta. Đi Mỹ, Đức, rồi Singapore, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Philippines, Liban, Nga. Chuyến đi gần nhất của Phương là hồi Noel. Năm ngoái là đi Liban. Và đấy là lần đầu tiên mà Phương được... đón một cái Noel thực sự với một gia đình theo đạo Thiên Chúa và ở một đất nước có tuyết, có lạnh và cảm giác đây rất là thích. Liban cũng là nơi mà một trong những nước mà Phương rất là thích tới bởi vì đó là Phương rất là thích khám phá nền văn hóa của Trung Đông và Phương muốn đến Địa Trung Hải thì đó là cái lần mà ước mơ của Phương trở thành sự thật. Phương này, những chuyến đi học hỏi kinh nghiệm nè, giao lưu văn hóa nè, thì những cái hoạt động đó thì thường là đến với Phương một cách tình cờ hay là Phương chủ động tìm kiếm? Cái lần mà một mình đi ra nước ngoài đó là hồi Phương đi Nhật, hồi còn nhỏ, hồi cấp 2. Phương được nhìn thấy thế giới bởi vì trong chương trình đấy là có 45 nước châu Á Thái Bình Dương. Thì Phương được gặp gỡ các bạn, được nói tiếng Anh và nhìn thấy rất là nhiều các nền văn hóa. Có cả những cái sốc văn hóa ban đầu nhưng mà Phương cũng hòa nhập rất là nhanh. Rồi sau đó thì 10 năm sau thì Phương nói với mình là mình sẽ quay lại chương trình này một lần nữa. Vì họ có một cái suất dành cho những người mà sau 10 năm thì... Những chuyến đi đó là Phương tự tìm kiếm. Thì là sau 10 năm thì Phương tự tìm hiểu thông tin và Phương điền hồ sơ. Thực ra thì Vân rất là thèm được như Phương. Bởi vì khi mà nghe Phương kể về những chuyến đi thì bản thân Vân cũng là một người thích du lịch. Mình rất muốn được đi, được đặt chân đến những vùng đất mới. Mình cũng đã đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà những cái chuyến đi của mình có thể là không được gắn với những cái hoạt động văn hóa nhiều giống như Phương. Vân còn nhớ là sau này Phương có đi Mỹ, một chuyến đi rất là đặc biệt. Phương có thể kể một chút về chuyến đi này không? Đó là lần đầu tiên mà Phương một mình, thực sự là một mình. Những chuyến đi trước thì bao giờ cũng có một nhóm, ví dụ 7 người hoặc là 5 người hoặc là nhiều hơn. Nhưng mà chuyến đi Mỹ thì chỉ có một mình Phương thôi. Và Phương rất ban đầu thì cũng rất là lo lắng bởi vì không biết là một mình sang đấy. Thứ nhất là liệu mình có đúng giờ được như thế không? Mình có tự lo được tất cả mọi thứ, mình có tự tin để giao tiếp hay không? Nhưng mà khi mà bước chân sang đấy, khi mà gặp gỡ bạn bè ở khắp nơi trên thế giới thì tự nhiên mình có một cái tinh thần dân tộc và khiến cho mình buộc phải đúng giờ này. Mình luôn luôn mình cởi mở với họ và luôn luôn chan hòa hòa đồng với họ và tự nhiên những cái đó giúp cho Phương cảm thấy tự tin hơn và chuyến hành trình đó thực sự là một chuyến hành trình rất là vui, đẹp, có ý nghĩa và Phương không bao giờ quên được. Nhật ký hành trình của Phương thì có lẽ là đã đi qua rất nhiều nước rồi và có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng mà ngày hôm nay trong chương trình nếu phải kể ra một kỷ niệm đặc biệt nào đó thì kỷ niệm đó sẽ là gì? Kỷ niệm rất là vui, nó cũng... hồi mà Phương đi Mỹ thì trong nhóm bạn thì có một số người là đạo Hồi, họ đến
từ Nigeria hoặc là Sudan hoặc là Jordan thì đều là những người của đạo Hồi. Thì cái người mà Phương rất là thân và xưng hô gọi đùa với nhau là bố với con, là daddy và daughter, thì gọi là chú ấy là người từ Nigeria và chú là đạo Hồi. Đạo Hồi có thì có một lần khi mà hai bọn Phương đi chơi với nhau thì Phương có mua kem, hai người cùng mua kem ở tiệm Haagen-Dazs rất là ngon. Và khi Phương ăn kem của Phương thì thích quá, và Phương rất là thích chia mọi người, mà Phương rất là thích kem hiệu này. Phương nói lại daddy ăn thử đi, rất là ngon. Thì Phương có ăn thử trước của daddy rồi, và sau đó thì chú ấy ăn của Phương, chú ăn xong chú bảo quay sao cái vị này nó kỳ kỳ, nó giống như là hóa chất vậy. Xong Phương mới sực nhớ ra, Phương bảo tôi chết, con xin lỗi, vì đây là kem rum và rượu nho mà đạo Hồi thì không được quyền uống rượu và không được quyền uống bất cứ cái gì có chất kích thích. Và đấy là một lần. Sau đó tiếp tục sáng ngày hôm sau thì Phương cũng đi mua bánh Phương ăn buổi sáng ở tiệm Starbucks, thì một cái hamburger thì trong đó là có thịt heo và cái gì đấy. Thì Phương ăn xong bảo ôi ngon quá, bố ơi ăn thử đi. Thì xong thì chúng cũng ăn và chúng bảo cái gì thế nhỉ, mà đấy nó lạ lạ, nhưng mà bố ơi đấy là thịt heo. Đấy là chú, đấy là chú la váng cả cái xe buýt lên, trời ơi con gái tôi hôm thì nó cho tôi uống rượu nhỏ rượu rum, hôm thì nó cho tôi ăn thịt heo, hai cái điều cấm kỵ của đạo Hồi. Nhưng mà họ cũng thoải mái, họ cũng dễ thương, thì họ coi như đấy là một câu chuyện vui thôi. Thế thì trước khi đến một đất nước nào đó, Phương có bao giờ tự tìm kiếm cho mình những thông tin cụ thể để mình có thể quen với những con người đó, biết là họ sẽ tránh những cái điều gì, nên làm những điều gì? Trước khi bao giờ đi, bao giờ Phương cũng phải tìm hiểu. Thứ nhất là hồi mà Phương đi chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á là Phương mua sách của các cái thông tin về 11 nước tham gia chuyến tàu đấy, để ít nhất Phương cũng có một cái nhìn sơ bộ về họ. Và ví dụ như hồi đi Đức thì Phương cũng phải lên mạng, Phương tìm hiểu các thông tin về con người của họ ra sao, phong tục của họ như nào, nghĩa là Phương phải có một cái làm bài tập trước, chuẩn bị trước của mình. Và nhưng mà khi sang đó thì đấy mới là cái thực tế, thì từ những cái mà mình đã chuẩn bị sẵn thì mình sẽ dễ dàng đón nhận và cởi mở hơn, và không bị sốc văn hóa trước những cái khác biệt ở nước của họ. Và được cái là Phương thích ứng rất là nhanh. Phương thì rất là dễ thích nghi, cho nên là Phương rất là dễ kết bạn. Chính vì vậy khi mà đến ở một gia đình nào đó, người bản xứ với hình thức là homestay, thì Phương đã hòa nhập rất là nhanh, giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Vậy thì Phương đã ở bao nhiêu gia đình rồi? Các quốc gia mà Phương đã gần như là mỗi nước Phương đều ở một gia đình. Thành ra là ví dụ như chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á là Phương có 6 gia đình. 6 gia đình thì 6 nước, dừng lại ở 6 nước, cái tàu dừng lại 6 nước là 6 gia đình. Hồi mà Phương đi Nhật những lần trước mà làm sứ giả hòa bình thì Phương có một gia đình mà Phương ở 2 lần, sau 10 năm Phương lại quay trở lại ở gia đình đó. Như vậy là có duyên chứ, hay là họ bởi vì Phương yêu quý họ và họ cũng muốn được đón Phương về ở sau 10 năm. Thì như vậy là 7 nước rồi, bên Mỹ cũng có. Và Phương có một câu chuyện mà Phương cũng muốn kể, một kỷ niệm rất là đặc biệt. Hồi mà Phương ở homestay ở bên Mỹ thì cũng không hẳn là homestay, Phương chỉ đến để Phương ăn tối với họ và với những người bạn của họ để xem cái văn hóa người Mỹ như thế nào. Ở vùng Texas, ở Austin, thì gia đình đó có là một cặp vợ chồng, và người chồng thì làm phóng viên hiện trường ở những cái nước mà có các vấn đề về bạo loạn, về chính trị, ví dụ như là các nước Trung Mỹ Latin chẳng hạn. Và ông đã từng là cựu chiến binh tại Việt Nam, trong nhà treo rất là nhiều hình ảnh của các cái nước mà có các vấn đề về bạo loạn đấy, nhưng mà không có hình của Việt Nam. Phương hỏi là tại sao như thế thì ông cũng không trả lời, nhưng mà Phương có cảm giác là ông cái quá khứ đấy nó ám ảnh quá lớn và ông chưa bao giờ dám quay trở lại. Và trong buổi ăn tối thì có rất là nhiều người, và Phương ngồi cạnh vợ của ông, và khi mà đang nói chuyện về các cái vấn đề của các nước thì đột nhiên cô ấy nắm tay Phương và cô ấy bảo là chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi thực sự muốn nói lời xin lỗi đến bạn cũng như những người dân Việt Nam về tất cả những gì chúng tôi đã gây ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Khi mà Phương nghe như vậy thì Phương bị một chút thẳng thốt và Phương không thể tin được, và lúc đó tự nhiên nước mắt mình chảy ra, Phương khóc thì cô ấy cũng khóc. Và sau đó thì Phương nói là thực sự là Phương cảm thấy rất bất ngờ, và Phương không nghĩ là tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Phương đến Mỹ, Phương ở một gia đình người Mỹ và một người Mỹ nắm tay Phương và nói với Phương lời xin lỗi đó. Phương cảm thấy đó là một điều kỳ diệu. Thành ra đó là một kỷ niệm mà Phương không bao giờ Phương quên được. Vâng, rất là xúc động trước câu chuyện vừa rồi của Phương. Phương này đi nhiều, trải nghiệm nhiều và cũng có nhiều kinh nghiệm nữa. Nhưng mà có bao giờ Phương gặp một sự cố nào đó không? Có một sự cố rất là đặc biệt. Hồi mà lần đầu tiên Phương ra nước ngoài, lần đầu tiên Phương đi Nhật khi mà được gọi là sứ giả nhỏ tuổi, thì Phương có ở một gia đình người Nhật, ở tại gia đình đó trong vòng 4 ngày. Thì
trước khi thì lúc đấy kiến vốn tiếng Anh của Phương còn hạn chế lắm, khi người ta có phát cho Phương một quyển sổ vàng để dạy cho mình cách, ví dụ ở nhà này, và Phương cũng có đọc một cái trang là dạy cách tắm của gia đình người Nhật, thì Phương tắm cũng... mà cũng phải đúng học rồi cách nữa họ hả? Dạy rất là kỹ, bởi vì bọn Phương họ biết là bọn Phương đều là trẻ con từ lần đầu tiên bước ra và lần đầu tiên tự mình bước ra thế giới, thành ra là họ chỉ dạy rất là kỹ. Thế Phương ngoan đọc, Phương cũng thấy sơ sơ có vẽ hình vẽ là ở ngoài tắm xong rồi sau đó thì đi vào bồn tắm để nằm, tại vì người Nhật rất là thích ngâm nước nóng. Thì hôm đấy thì lần đầu tiên Phương tới gia đình của họ và họ rất là quý và họ cho Phương là người tắm đầu tiên. Bởi vì đối với người Nhật thì được tắm đầu tiên đó là khách, thì họ luôn luôn cho mình những cái vinh hạnh lắm, là vinh hạnh nhất. Và Phương tự hào trong đầu là mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi, mình sẽ đảm bảo cái việc tắm rất tốt. Và Phương vào đi vào vòng tắm, mình đóng cửa lại, Phương cũng ngồi bên ngoài, Phương cũng làm tất cả những công việc là kỳ cọ xong hết. Và sau đó thì Phương vào trong bồn tắm và Phương thư giãn, rất là nóng nhưng mà mình dần dần mình quen. Và sau đó thì Phương rút nước đi để cho vệ sinh sạch sẽ. Sau đó thì Phương đi ra ngoài và Phương ngồi. Sau một lúc sau mama thì Phương gọi là mama là mẹ nuôi ấy, thì mama mới gọi Phương vào. Xong Phương không hiểu chuyện gì vậy, đi vào đây. Xong chỉ vào đây, xong bảo là không nói được tiếng Anh, mà lần đầu mẹ không nói được tiếng Anh, mẹ chỉ bảo là ngồi đây tắm, nhưng mà con biết rồi, ok, nhưng mà bảo là con đã hiểu rồi, không, nghe, ngồi đây tắm này, xong đi vào bồn tắm này, nằm xuống này, sau khi mà tắm xong đứng dậy, xong mama chỉ vào cái nước bảo không được rút lên. Cái lúc đấy Vương mới hiểu ra là cái lỗi lớn nhất của mình, bởi vì người Nhật người ta rất là quý nước, bởi vì đấy là một hòn đảo, nước của họ không có nhiều, nước ngọt không có nhiều, cho nên là một lần tắm thì họ sẽ cho nên phải tắm thật kỹ bên ngoài cho thật sạch sẽ và chỉ vào cái bồn tắm để ngâm thôi, cả một cái bồn nước như thế để ngâm. Và Phương đã làm một cái lỗi rất lớn là Phương rút cái này lên, có nghĩa là sau đó họ lại phải làm đầy một cái, có nghĩa là tắm sạch hết rồi bây giờ đi vô ngâm, rồi sau đó người sau vẫn có thể người sau lại sẽ dùng lại cái nước nóng đó, ấy bởi vì để ngâm người, đúng rồi, chỉ là thao tác cuối cùng thôi. Đúng rồi. Và sau đó những ngày sau thì Phương phát hiện ra là Phương không bao giờ được tắm đầu tiên. Một kỷ niệm rất là ấn tượng mà cũng rất là dễ thương nữa. Phương ơi, có rất là nhiều những bạn trẻ bây giờ, các bạn đi du lịch rất là nhiều luôn, nhưng mà đôi khi hỏi các bạn ấy về những chuyến du lịch thì các bạn ấy không nhớ gì cả, không biết gì về phong tục, không biết gì về những địa điểm đặc biệt của những vùng đất đó, và cũng không nghĩ gì nhiều về những con người ở những vùng đất mà họ đã từng đi qua, mà điều đơn giản là họ chỉ muốn gọi là tung lên những cái tấm hình thật là đẹp lung linh trên Facebook của mình để chia sẻ với mọi người, tôi đã đi. Phương nghĩ như thế nào về điều này? Phương nghĩ thì mỗi người người ta có một cái cảm nhận riêng, và nếu mà điều đó làm cho họ cảm thấy vui thì trước tiên thì họ cũng đã làm được cái điều đó. Còn đối với Phương thì để mà vui thì không những chỉ là vui có một kỷ niệm đẹp, mà Phương còn muốn được học hỏi nhiều nữa. Mỗi một đất nước là có một nền văn hóa, và mỗi một đất nước thì có biết bao nhiêu nền văn hóa về các dân tộc khác nhau, thì đó là một cái kho tàng tuyệt vời của nhân loại. Và nếu như mình bỏ đi những cái cơ hội để mình khám phá những cái một trong những cái phần nhỏ trong kho tàng đấy thì thật là phí phạm. Mình nghĩ là có rất là nhiều khán giả của chương trình cùng sở thích với Phương, đó là thích đi du lịch, và cũng có rất là nhiều quý vị khán giả muốn chọn cho mình hình thức du lịch văn hóa, nhưng mà vì đây là một hình thức du lịch nó khá là đặc biệt hơn so với những hình thức khác và đòi hỏi người đi phải tự thân vận động rất là nhiều, thì Phương có những cái kinh nghiệm nào Phương có thể gạch đầu dòng để cho tất cả mọi người cùng biết không? Trước tiên thì mình phải chuẩn bị cho chính bản thân mình, chuẩn bị về mình phải biết những cái khác biệt riêng, phải có những cái điểm chung, cái sự khác biệt của đất nước đó, cái nền văn hóa đó, con người đó. Và thứ hai là mình cũng phải vạch ra những cái nơi mà mình muốn đến. Và thứ ba là mình trau dồi ngoại ngữ, hoặc là nếu đến một cái nước ví dụ như là ở Nhật không nói tiếng Anh thì mình cũng phải học thêm một chút tiếng Nhật. Đó là cách, bởi vì ngôn ngữ là cách mà hòa nhập cũng khá là dễ. Thực sự ngôn ngữ không phải là vấn đề thiết yếu nhất, nhưng mà có ngôn ngữ thì luôn luôn mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn. Thì Phương nghĩ là cái mà cái mình chuẩn bị sẵn rồi á, thì khi mà mình sang đất nước của họ thì tốt nhất là mình thì hãy là một đứa trẻ và hãy cởi mở, suy nghĩ thật là cởi mở và cách nhìn mọi thứ hãy thật là cởi mở. Bởi vì khi mà bạn đi nước ngoài, khi mà đi tới nền văn hóa mới thì rất là dễ bị sốc với những cái sự khác biệt, và đôi khi nó là sự dị biệt đối với cái nền văn hóa. Ví dụ như bạn tưởng tượng bạn đến ở một cái gia đình người đạo Hồi, mới 5 giờ sáng đột nhiên bạn bị đánh thức dậy vì cái tiếng người ta tụng kinh mà mình không hiểu chuyện gì. Sau đó thì mình cũng có thể quen dần với cái tiếng cứ tụng kinh 5 giờ là mình không thể ngủ được. Nhưng mà khi mình hiểu về những điều đó, mình hiểu về họ thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, và mình lại thấy những cái đó là một cái đẹp. Cái lớn nhất mà Phương nghĩ là mình đã có được sau những chuyến hành trình đó là gì? Tư duy và cách nhìn của Phương rất là cởi mở, và đó là điều mà Phương nghĩ là Phương nhận được nhiều nhất. Phương nghĩ là những chuyến đi, những hành trình khám phá thế giới, tìm hiểu về văn hóa của những đất nước
mà Phương đã từng đến, nó có bổ trợ nhiều cho công việc chính của Phương không? Đó có chứ. Công việc nghệ thuật. Vì nghệ thuật thì mình phải sống với nhiều nhân vật khác nhau, thì mỗi nhân vật là một cá tính khác nhau, một cuộc sống khác nhau. Khi mình đi nhiều, mình nhìn thấy nhiều, thì mình sẽ có cách cái cảm thụ tốt hơn cho cái nhân vật đó. Cách mình tiếp cận với nhân vật nó cũng dễ dàng hơn. Cũng giống như khi mình đi nước ngoài và mình tiếp cận với nền văn hóa mới. Kế hoạch sắp tới của Phương, Phương nghĩ là mình sẽ đặt chân đến đất nước nào nữa không? Sắp tới thì Phương đi Trung Quốc. Trung Quốc là nước Phương chưa bao giờ đặt chân tới, và đó là một nước mà Phương nghĩ là rộng, Phương không chắc là rộng nhất hay là đứng thứ ba, và dân số cũng rất là đông và đủ các loại nền văn hóa, đủ các loại ngôn ngữ, và có tất cả những cái vẻ đẹp của các cái công trình kiến trúc mà Phương muốn tìm hiểu. Vâng, tin là bây giờ thì quý vị khán giả hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Lan Phương của chúng ta lại năng động đến như thế, và cô ấy có thể hóa thân thành nhiều nhân vật đặc biệt đến như thế. Và cũng cảm ơn Phương vì ngày hôm nay Phương đã đến đây chia sẻ những kỷ niệm rất là đặc biệt của mình qua mỗi chuyến đi. Và tôi nghĩ rằng là Phương đã truyền được cái điều đó đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn anh Văn và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian lắng nghe những chia sẻ của Phương. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những chia sẻ ngày hôm nay của Lan Phương thì quý vị và các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và hãy sẵn sàng cho những chuyến du lịch văn hóa của mình quý vị nhé.